Hiện thì các ca xuất viện tại thành phố Hồ Chí Minh ngày càng tăng và bắt đầu cân bằng vượt hơn số ca nhập viện. Đây cũng là một tin vui nữa từ thành phố. Tổng số ca điều trị khỏi tính đến sáng hôm qua là hơn 43.700 người. Chúng tôi đang kết nối điện thoại với ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh để có thêm thông tin. Thưa ông, theo đánh giá của ông thì đâu là nguyên nhân chính giúp tình hình dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh có nhiều tín hiệu tích cực như vậy ạ? Rõ ràng đây là các tín hiệu tích cực cho phép chúng ta hy vọng vào chiến lược chống dịch của thành phố Hồ Chí Minh đang đi đúng hướng. Theo chúng tôi, để có được những tín hiệu lạc quan này, trước hết đó là nhờ ở việc lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh kiên quyết áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, giúp làm giảm nguy cơ lan truyền mầm bệnh trong cộng đồng. Trong đó phải kể đến sự đồng hành, chia sẻ của người dân thông qua việc chấp hành hạn chế đi lại, thực hiện các mô hình tự quản, bảo vệ và mở rộng vùng xanh. Trong thời gian áp dụng chỉ thị 16, việc kiểm soát lây nhiễm trong khu phong tỏa được tăng cường có chiều sâu. Việc chỉ định xét nghiệm có trọng tâm, trọng điểm theo mức độ nguy cơ đã góp phần bóc tách có hiệu quả các ca nghi nhiễm ra khỏi cộng đồng một cách kịp thời. Vâng, vậy còn công tác tiêm vaccine cũng như là sự linh hoạt và sáng tạo trong điều trị bệnh nhân COVID-19 của thành phố có vai trò như thế nào thưa ông? Thành phố đang dốc toàn lực để nhanh chóng bao phủ vaccine cho toàn dân. Với tốc độ tiêm chủng như hiện nay, dự kiến đến hết tháng 8 năm 2021 thì toàn bộ người dân trên 18 tuổi của thành phố đều sẽ được tiêm vaccine. Ở khu vực điều trị, với chiến lược điều trị giảm thiểu bệnh nhân tử vong, thành phố đã áp dụng phân tầng điều trị ngay từ đầu. Đây là một trong những chiến lược điều trị được đánh giá cao. Nếu như trong các đợt dịch trước, việc phân tầng điều trị chỉ ở mức độ 3 tầng thì nay thành phố đã phân thành 5 tầng một cách linh hoạt. Con xin cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi ạ.